Minh Phát mới chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2021. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2021 ở tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận mức tăng từ 50 cho đến 100 nghìn đồng một lượng ở các thể loại theo xu hướng của giá vàng thế giới. Theo đó, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết mua vào ở mức 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.350.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại Hà Nội, giao dịch vàng SJC ở mức 56.650.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 57.370.000 đồng một lượng, cũng với mức tăng tương tự 50.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG ở cả hai miền Bắc Nam niêm yết giá vàng ở mức 56.700.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán 57.400.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua, còn ở chiều bán tăng 50.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại ghi nhận mức giảm ở cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang quanh mức giá 51.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 51.700.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh mức 1.814 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ so với phiên ngày hôm qua. Vàng thế giới hiện nay đang thấp hơn khoảng 4,5%, tương đương với 85 đô la Mỹ một ounce so với cuối năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức giá khoảng 50.500.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 6.870.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới dao động trong biên độ hẹp chỉ quanh ngưỡng 1.810 đô la Mỹ một ounce. Thị trường ảm đạm trước khi số liệu về thị trường lao động Mỹ được công bố vào cuối tuần này. Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu thị trường lao động tháng 7 có thể cung cấp một số manh mối về việc liệu Ngân hàng Trung ương Mỹ có bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ hay không, bằng cách cắt giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng vào cuối năm. Trong mối tương quan với các thị trường khác, dù đồng đô la Mỹ đã yếu hơn và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giảm, cũng không thể thúc đẩy giá vàng tăng lên. Hiện tại, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng chỉ trên 92 điểm. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng ở mức thấp khoảng 1,18%. Về dự báo giá vàng, hiện nay, giá vàng đang diễn biến khá cầm chừng dù lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm và đồng đô la Mỹ đi xuống. Việc các quỹ bán vàng cũng ảnh hưởng tiêu cực tới mặt hàng kim loại quý này trong ngắn hạn. Một số nhà phân tích cho rằng thị trường kim loại quý có thể sẽ không có định hướng trong phần lớn các phiên giao dịch của tuần này khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu tới. Các bạn thân mến, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức giá 1.812,8 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 2,6 đô la Mỹ với tỷ lệ 0,15%. Mức giao dịch thấp nhất trong buổi sáng hôm nay 1.809 đô la Mỹ và cao nhất là 1.814 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang ở quanh mức giá 37.900 đô la Mỹ, trong phiên giảm 0,63%. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 92,014 điểm. Giá dầu thô thế giới đứng tại mức 70,441 đô la Mỹ một thùng. Tiếp theo, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ trong nước tại thời điểm buổi trưa ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.350.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.370.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.500.000 đồng một lượng, bán ra 57.900.000 đồng một lượng,
giá không thay đổi so với phiên liền trước. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 900 đồng lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji khoảng 1 triệu 400 nghìn đồng lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 350 nghìn đồng lượng, tăng 100 nghìn đồng lượng chiều mua và 50 nghìn đồng lượng chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 350 nghìn đồng lượng, cũng tăng 100 nghìn đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh tăng 50 nghìn đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 650 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 500 nghìn đồng lượng, tăng 100 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 56 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 350 đồng lượng, giảm 50 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 100 nghìn đồng lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 250 đồng lượng, tăng 50 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng TPBank Gold mua vào 56 triệu 450 đồng lượng, bán ra 57 triệu 900 nghìn đồng lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 50 nghìn đồng lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 56 triệu 630 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Huế mua vào 56 triệu 620 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 380 nghìn đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 350 nghìn đồng lượng. Tại Miền Tây mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 350 nghìn đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 350 nghìn đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56 triệu 670 nghìn đồng lượng, bán ra 57 triệu 400 nghìn đồng lượng. Giá vàng bốn số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốn số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 51 triệu đồng một lượng, bán ra 51 triệu 700 nghìn đồng một lượng, giảm 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 50 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 400 nghìn đồng một lượng, cũng giảm 50 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 49 triệu 891 nghìn đồng một lượng, bán ra 50 triệu 891 nghìn đồng một lượng, giảm 50 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 36 triệu 704 nghìn đồng một lượng, bán ra 38 triệu 704 nghìn đồng một lượng, giảm 37 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 28 triệu 119 nghìn đồng một lượng, bán ra 30 triệu 119 nghìn đồng một lượng, giảm 29 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19 triệu 586 nghìn đồng một lượng, bán ra 21 triệu 586 nghìn đồng một lượng, giảm 21 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.810 đồng, giảm 10 đồng, bán ra 23.040 đồng, giảm 10 đồng. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.150 đồng, bán ra 23.210 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 16.520 đồng, tăng 38 đồng,
bán ra 17.210 đồng, tăng 39 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.824 đồng, giảm 91 đồng, bán ra 18.568 đồng, giảm 94 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 205 đồng, tăng 1 đồng, bán ra 216 đồng, tăng 1 đồng. Đồng euro mua vào 26.524 đồng, giảm 32 đồng, bán ra 27.904 đồng, giảm 33 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.746 đồng, tăng 30 đồng, bán ra 25.779 đồng, tăng 32 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.092 đồng, tăng 11 đồng, bán ra 32.391 đồng, tăng 12 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.474 đồng, giảm 6 đồng, bán ra 3.620 đồng, giảm 6 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.555 đồng, tăng 10 đồng, bán ra 17.246 đồng, tăng 10 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Một lần nữa, Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn buổi chiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.